Anh xin đợi em về nơi miền quê cát trắng, với những giọng phi lao chẳng bao giờ thiếu với những con đỏ. Nơi Quảng Trị yêu thương với những câu hò để đi vào lịch sử, trong dọc ngoài sông với những chiến công đã làm nên bất tử nha. Đôi quần tiền kia giúp miếu, đi xuống hiếu uất lượng vào quán yêu như bảo khi cái xanh muốn tâm giác được trở nên làm những sự do trong anh. Dù cuộc sống có bắt ta phải trái nhanh, thật chú ý đến những thứ gì ở xung quanh. Chỉ đang có tắm một ngày đêm dịch trên đêm lửa, đây là nơi sự sống bất chợt ở trong anh. Mẹ em à ya, mẹ em ơi dồ, anh sẽ đưa em về bên nhà sông thật hạn để vơi. Nơi nghĩa cho xem với những năm một con tên không tuổi, nên mà mẹ anh vẫn ngày đang còn phải rong ruổi. Cứ mà mới tìm con như sống nước muôn trùng, đây cờ Việt kia cờ Tùng, đây những anh hùng hiên ngang như cái Tùng, cái Bách. Đây đường chín kia hưởng tại Trường Sơn có anh đó nhưng chiến công vô cùng hiền hách, hiền hách. Và anh sẽ phải bước đi, để viết tiếp những tờ sử sách đã được mất bảo cho trái tim mình. Dạ, mẹ em à ya, mẹ em ơi dồ, mẹ em à, mẹ em ơi dồ. Yeah.